Tấm hình này được Harry Won đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân cách đây không lâu. Nội dung là một đoạn tin nhắn giữa cô và ông xã Trấn Thành. Theo đó, nam MC gửi tin nhắn cho vợ lúc nửa đêm khi phải đi quay về muộn, anh đuối quá. Đáp lại, nữ ca sĩ liền thể hiện tình cảm ngay với chồng, nhưng bằng một phép so sánh khiến ai nghe cũng phải bật cười. Cô lên chồng ơi, em cũng nhớ chồng muốn chết. Không có chồng em như thiếu oxy, chồng mau về hô hấp em sống lại đi. Trước câu trả lời của vợ, nam nghệ sĩ phản ứng đầy bất ngờ, nhưng vẫn không quên chốt lại bằng một chữ thương thay cho mọi lời đường mật. Tình cảm của Trấn Thành và Harry Won dành cho nhau vừa đáng yêu nhưng cũng không kém ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nam nghệ sĩ cũng từng gây bão cộng đồng mạng khi trả lời một cách thẳng thắn và bênh vực vợ mình vì có những người bình luận và yêu cầu Harry Won phải đảm đang hơn. Cụ thể, cách đây vài ngày, Trấn Thành đăng tấm hình nấu ăn trong bếp, kèm dòng trạng thái với nội dung đang mùa dịch rảnh rỗi, ở nhà nấu ăn cho bà xã. Bên dưới dòng trạng thái này, một vài người đã để lại bình luận cho rằng Harry Won phải đảm đang hơn và cô nên học hỏi từ chồng mình. Ngay lập tức, Trấn Thành thẳng thắn đáp lại với nội dung: người phụ nữ hạnh phúc nhất là người không cần phải làm gì cho chồng mà chồng vẫn yêu. Người phụ nữ thông minh là người hiểu rõ nhất chồng mình muốn gì và đáp ứng điều đó một cách thật khôn ngoan. Biết là bạn có ý tốt nhưng cảm ơn vì tôi thích chăm sóc và vợ tôi đang làm rất tốt vai trò còn lại. Kết hôn đến nay đã hơn 3 năm, Trấn Thành Harry Won dù từng gặp phải không ít sóng gió nhưng vẫn là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì của showbiz Việt. Trên trang cá nhân không khó để thấy những hình ảnh thân mật rạng rỡ của đôi vợ chồng trẻ. Dù là khi về nhà hay trốn phim trường, họ không ngần ngại trao nhau những cử chỉ thân mật, ôm hôn ấm áp, ngọt ngào và cả sự lo lắng chân thành, động viên nhau phía sau những áp lực của hào quang sân khấu.